Ở video này thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc của một bệnh nhân bị ung thư gan và định hướng cho bệnh nhân cách điều trị bệnh ung thư gan an toàn, hiệu quả và ít tốn kém. Một bạn nam ở Hải Phòng có hỏi: Em chào Thảo Dược Đức Thịnh, em mới phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu. Xin hỏi là trường hợp của em thì nên dùng giải pháp nào để điều trị ung thư gan? Hiện nay chi phí điều trị ung thư gan hết bao nhiêu tiền một liệu trình và chi phí cụ thể ra sao? Em cảm ơn chương trình. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Thứ nhất là giải pháp điều trị ung thư gan tại bệnh viện. Trong trường hợp này thì bạn có thể điều trị bằng các phương pháp tắc mạch khối u. Hiện nay thì hay sử dụng phương pháp TOSI giúp điều trị ung thư gan nguyên phát mà không cần mổ. Chi phí điều trị ung thư gan bằng TOSI thì thường không cao, vào tầm khoảng 15 đến 30 triệu tùy cơ sở y tế. Tuy nhiên thì cần phải đánh giá toàn diện lại khối u, xem xét khối u đã di căn ra các cơ quan khác hay không như là xương, phổi, não. Ngoài ra thì cần thực hiện một số xét nghiệm máu, miễn dịch đánh giá thêm bản chất của khối u, từ đó thì mới đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả. Bạn nên khám tại các trung tâm u gan uy tín tại địa phương nơi mình đang sinh sống để được tư vấn cụ thể hơn. Giải pháp thứ hai là giải pháp điều trị ung thư gan bằng cây thuốc nam. Cây thuốc nam là một giải pháp rất là đơn giản, hiệu quả cao và ít tốn kém. Hiện nay thì chi phí điều trị ung thư gan bằng cây thuốc nam thì một tháng chi phí khoảng 400.000 đồng. Bệnh nhân không nhất thiết phải chọn một trong hai phương pháp là thuốc Tây hoặc là thuốc Nam, mà có thể kết hợp dùng hai phương pháp để điều trị. Cách dùng kết hợp không gây tác dụng phụ hay là giảm đi hiệu quả của thuốc, mà còn giúp thúc đẩy quá trình điều trị, giúp giảm đáng kể thời gian và rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân ung thư gan điều trị bằng cây thuốc nam trong khoảng thời gian từ 2 tháng thì sức khỏe sẽ tiến triển và phục hồi khá hơn. Đáng mừng là có rất là nhiều bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối bị bệnh viện từ chối điều trị, sau một thời gian sử dụng cây thuốc nam thì đã phục hồi sức khỏe một cách rất là kỳ diệu. Để biết thêm thông tin về bài thuốc nam chữa ung thư gan thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn cụ thể hơn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe